Jimmy kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Bưu điện Hoa Kỳ đề nghị nâng giá gửi thư lên 58 cent để giảm nợ nần. Nhật Bản duy trì tình trạng khẩn cấp tại Tokyo do COVID-19 thêm 20 ngày. Philippines phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam xuất hiện biến chủng virus mới lai tạo giữa biến chủng Ấn Độ và Anh. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì Bưu điện Hoa Kỳ USPS vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5 đề nghị nâng giá gửi thư từ 55 cent lên 58 cent một lá thư. Đây là một phần trong kế hoạch tăng giá một loạt thứ và thay đổi dịch vụ mà ông Louis DeJoy, tổng giám đốc của USPS, đang theo đuổi nhằm giảm nợ nần cho cơ quan này. Ông DeJoy được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm công bố kế hoạch 10 năm cho USPS hồi tháng 3, trong đó gồm tăng thời gian giao hạn nhất và giảm giờ mở cửa bưu điện trên cả nước. Và ông cũng từng là nhà tài trợ cho cựu Tổng thống Trump bị chỉ trích suốt thời gian qua về tình trạng giao thư chậm, nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm ngoái. Và giá tem đều đặn nhiều năm nay, mức tăng này càng tăng cao trong những năm gần đây và giá gửi thư là 49 cent năm 2017, 50 cent 2018 và 55 cent năm 2019 đến nay, theo dữ liệu của USPS. Nếu được Ủy ban giám sát bưu điện chuẩn thuận, mức giá mới 58 cent sẽ được áp dụng từ ngày 29 tháng 8. Quay sang phần tin khác, thì chính phủ của Nhật Bản vào hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 5 đã loan báo duy trì tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 tại Tokyo và một số khu vực khác thêm 20 ngày, trong lúc mức độ lây nhiễm không thấy sụt giảm và chỉ còn khoảng 50 ngày nữa là khai mạc Thế vận hội. Thủ tướng Yoshihide Suga loan báo quyết định này cũng nói rằng số người nhiễm COVID-19 tiếp tục cao và hệ thống y tế Osaka, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch trong vùng Tây của nước Nhật, vẫn tràn ngập bệnh nhân. Tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 8 khu đô thị khác dự trù sẽ chấm dứt vào thứ Hai tuần tới, nhưng bệnh viện ở một số nơi vẫn còn đầy bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp bệnh trầm trọng đã lên đến mức kỷ lục mới. Các thủ vị quyết định tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp thêm 20 ngày được ban hành cho 9 khu vực từ Hokkaido ở phía Bắc cho tới Fukuoka ở phía Nam. Khu vực thứ 10 của đảo Okinawa hiện đang trong tình trạng khẩn cấp cho tới ngày 20 tháng 6. Ủy ban tổ chức Thế vận hội Tokyo sẽ phải thuyết trình và quyết định là có cho khán giả nội địa vào xem các cuộc tranh tài hay không, và các khán giả ngoại quốc được biết là không được đến từ các mấy tháng trước, và các lực sĩ của Nhật Bản từ nay sẽ có ưu tiên chích ngừa COVID-19 theo thông tin từ giới truyền thông của Nhật Bản. Và Thế vận hội Tokyo hiện dự trù sẽ khởi sự từ ngày 23 tháng 7, sau khi bị hoãn một năm do đại dịch COVID-19. Các lo ngại về biến thể mới của virus cùng việc chậm chạp chích ngừa cho dân chúng đã khiến giới y tế và cũng như công chúng và ngay cả nhà tài trợ đề nghị hủy cuộc tranh tài. Và các thú vị, các chuyên gia y tế cộng đồng đã cảnh báo là các biến thể mới của virus đang khiến nhiều người mắc bệnh hơn và tình trạng bệnh trầm trọng hơn và làm tràn ngập các bệnh viện. Nhật Bản đang gặp những tình trạng chậm chạp trong việc chích ngừa do hệ thống hành chánh rườm rà, thiếu tổ chức và thiếu vaccine. Đến nay, chỉ có 2.3% dân số Nhật Bản hoàn tất việc chích ngừa, và kế hoạch chích ngừa cho người cao niên hiện nay sẽ không thể hoàn tất trước khi Thế vận hội khai mạc. Quay sang một tin khác, thì Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ virus COVID-19 khi mà xuất hiện biến chủng virus mới lai tạo giữa biến chủng của Ấn Độ và Anh Quốc, có tốc độ lây lan nhanh và phát tán rộng trong không khí. Báo VN Express dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, cho biết như trên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19 vào hôm 29 tháng 5. Theo ông Long, giải trình tự gen virus trên các bệnh nhân Việt Nam hiện nay cho thấy có hai biến chủng đang phổ biến là chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh Quốc. Trong đó, chủng từ Ấn Độ phổ biến rộng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, còn chủng từ Anh Quốc xuất hiện ở Đà Nẵng và một số nơi khác. Tuy nhiên, thì các chuyên gia y tế đã phát giác một chủng mới có sự lai tạo giữa Ấn Độ và Anh Quốc, cụ thể là trên chủng của Ấn Độ có những đột biến gen của chủng Anh Quốc. Ông Long cũng cho biết thêm về đặc điểm của đợt dịch lần này là lây nhanh, phát tán rộng và mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh cũng rất nhanh khi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và môi trường ngoài cho thấy là nồng độ virus trong dịch hầu họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh, môi trường không khí. Do đó mà số ca mắc dịch đợt này tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn.
Cụ thể là tại công ty là Hosiden ở Bắc Giang, môi trường không khí hạn hẹp, không khí kém và cũng như là đông người nên đã có gần 1.000 công nhân trong số 4.800 người nhiễm virus COVID-19 và vòng lây nhiễm của chủng này cũng chỉ từ 1 đến 2 ngày đã có thể xuất hiện thêm vòng lây nhiễm nữa và số ca nhiễm có thể lây theo cấp số nhân. Và đến nay, Việt Nam cũng đã ghi nhận tổng cộng đến 7 biến chủng của COVID-19 gồm có B.1.2.2, B.1.6.1.9, B.1.1.7, B.1.3.5.1, A.2.3.1, B.1.6.1.7.2. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.